thì lúc này mình đang lội ra một giữa một cái cánh đồng ở Sa Đéc rồi các bạn ơi. Thì đây là những cái vàng hoa được trồng ở Sa Đéc. Thì ở làng hoa Sa Đéc có rất nhiều giống hoa, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái vườn ươm để mà phân phối những cái cây phôi. Đang cái phôi này là để về để mà người ta ghép lại. Thì hiện tại bây giờ nó đang rất là hot ở trên thị trường. Thì lúc này người ta đang nuôi. Thì mình sẽ đi qua, mình sẽ quay cho các bạn xem là nó sẽ là một cái loại cây gì nha các bạn. Đây, hổm gầy mình chạy ngang đây thì thấy cái vườn này rất là rộng lớn. Mỗi khi thu hoạch cây phôi giấy Mỹ thì hôm nay mình chạy ngang vô tình gặp được cái anh này, anh mở cửa vườn nên mình đã vào đây mình quay cho các bạn xem giấy Mỹ được trồng và nuôi như thế nào để cho đến khi một cái gốc mà nó thành một cái cây phôi để về mình có thể mình ghép lại giấy cẩm thạch nha các bạn. Thì khi mà cái người ta trồng á thì người ta đã làm như vậy nè các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đó là người ta sẽ dùng một cái chậu lớn. Các bạn đâu biết là cái kỹ thuật nó trồng như thế nào phải không? Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái nhánh giấy Mỹ khi mà người ta đã lấy đi nhờ một cái gốc này. Người ta đã lấy đi một cái gốc và người ta cắt cái cành này. Người ta lấy cái cành này tiếp tục người ta sẽ dâm lại như vậy. Và được cái gốc này được bán đi thì người ta sẽ trồng vô một cái chậu như vậy nè các bạn. Người ta ươm vô đây, người ta dâm nhánh vô đây và một cái chậu lớn hơn là để như vậy thì đặng cho cái rễ này nó ăn xuống và người ta sẽ tạo ra một cái dáng như vậy. Thì đến khi mà đến người mà trồng á, người mà sở hữu nó thì cũng khoảng tầm khoảng một năm hay là tùy theo các bạn, tùy theo là cái chủ vườn người ta thu hoạch thôi. Thì để càng lâu thì cái gốc nó càng to nha các bạn. Thì đây là mình sẽ quay cận cảnh cái gốc nè. Đây là một cái bầu các bạn, một cái bầu người ta trồng và người ta sẽ để một cái chậu ở dưới nữa là người ta gàn hết, không cho nó lắc nha các bạn. Đây nè. Thì một cái gốc hoa giấy phôi như vậy nó có tầm khoảng 200-300 ngàn tùy theo lớn nhỏ nha các bạn. Một cái vườn này nó rất là rộng lớn, từ bên ngoài đường đó mà nó dài vô trong đây luôn các bạn. Đến khi mà người ta trồng đại trà để đến khi mà thu hoạch á thì các bạn sẽ thấy được cái mật độ nó lớn như thế nào. Đây nè các bạn, đây là cái biển hiệu và cái số điện thoại để liên lạc nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi ra xa hơn ngoài đó nữa. Một cái vườn nó rất là rộng các bạn ơi, nuôi trồng rất là nhiều luôn. Thì nếu như mà bạn nào mà sở hữu hay là muốn mua về để mà kinh doanh nguyên một lô á thì có thể liên hệ chủ vườn và qua số cái số điện thoại của chủ vườn, sẽ đặt hàng khi mà thu hoạch, khi mà người ta nhổ lên á thu hoạch thì các bạn sẽ liên hệ và đặt hàng các bạn. Đây mình đi ra tới chỗ rồi các bạn ơi. Đây nè, đây là những cái gốc người ta đã trồng và người ta đã cái đây là cái bộ rễ đó các bạn. Đây, các bạn thấy không, khi mà trồng lên một cái chậu cao như vậy thì người ta ốp lại, khi mà gỡ ra thì cái bộ đế của nó lòi ra nè. Đây nè, đó. Người ta không trồng xuống đất nha các bạn. Người ta trồng lên một cái chậu như vậy để rễ nó có thể ăn xuống đất, là đó là những cái rễ mà sau này người ta sẽ dễ thu hoạch lên. Còn bộ rễ, bộ đế của nó sẽ nó nằm ở trong này, nó sẽ nở ra. Đó là cái cách trồng. Đây, mình nãy giờ mình đã chia sẻ nè các bạn. Thì đây là những cái chậu giấy Mỹ được cắm nhánh như vậy. Thì đến khi mà người ta trồng ra thì người ta sẽ để lên trên cái bầu lớn như vậy đó. Người ta sẽ để trồng lên và nó sẽ ra cái hình dáng như vậy. Đây là những cái vườn hoa giấy. Hôm ngày mình ghé đây lúc đó nó nở hoa rất là nhiều các bạn. Nhưng mà luống này thì nó đã tàn hết rồi. Và có một số nó đang nở kìa.
nhưng mà cái vườn này rất là lớn các bạn ơi, thâm thẳm luôn. Thì cung cấp phôi, nói chung là cái vườn này lớn nhất ở Sa Đéc các bạn, cung cấp phôi qua giấy các bạn. Đây, tuy rằng cái vườn này nó không đẹp, nó chưa có hoa, nhưng mà cái độ rộng lớn của nó rất là nhiều các bạn ơi, rất xa tuốt ngoài kia luôn, tuốt cái đầu ngoài kia luôn các bạn. Mình đứng ở đây mà thấy xa luôn á, tuốt ngoài cái đọt cây của cái cây bạch đằng ngoài kia xa xa đó các bạn. Rồi ở đây là một cái mình đang đứng ở chính giữa, còn đầu ngoài kia là cái đoạn đường của mình đó. Đây là những cái cây hoa giấy nhỏ được ươm nữa các bạn, là người ta ươm những cái này, sau này người ta thu hoạch cái những cái lớn này, người ta sẽ lấy cái này người ta trồng lại. Thì đây là những cái gốc còn rất là nhỏ nè, mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây nè, những gốc này nó còn rất là tơ, người ta đang dăm nhánh nè các bạn, dăm nhánh để đợi cho người ta thu hoạch cái này, người ta sẽ trồng ra đó, các bạn thấy không? Thì rất là nhiều, vườn này rất là lớn các bạn ơi, lớn lắm, rộng lắm. Đây nè, thì những cái gốc hoa giấy Mỹ còn nguyên sơ chưa ghép bạn đang nuôi, thì những cây này sau này sẽ lấy cái gốc đó ra các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Hoa nó rất là đẹp, người ta trồng lên cao như vậy nè, cho cái bộ đế nó đẹp. Mình vô tình bắt gặp đây là những cái cây măng cầu ta các bạn, măng cầu ta ngoài chợ các bạn, được trồng cặp mé này để mà lấy sau này chắc trồng bonsai các bạn. Rễ gốc rất là đẹp, được tạo dáng hết trơn các bạn ơi, được quấn tạo dáng hết trơn, chắc có thể là sau này sẽ lên chậu làm bonsai các bạn. Đây là cây măng cầu nha các bạn, măng cầu trái tròn á, trái na, ngoài miền Bắc nó kêu bằng na các bạn, được tạo rễ rất là đẹp, cây cũng còn nhỏ nè. Khi mà họ ươm thì họ đã quấn rễ trơn rồi các bạn. Thì nãy giờ các bạn, mình đã chia sẻ cho các bạn về cái cách để mà người ta trồng một cái cây phôi hoa giấy Mỹ, để gửi cho các bạn xem về cái quy trình trồng như thế nào. Thì hôm nay mình đã vào đây, cái vườn này rất là lớn, rất là nhiều. Thì hôm nay mình đã chia sẻ tới các bạn, thì đây là những cái gốc hoa giấy rất là đẹp nè các bạn. Thì mình xin kính chúc các bạn xem một cái video vui vẻ. Mình tiếp tục gửi đến các bạn những video khác. Thì video mình đến đây kết thúc. Lúc này nắng nó đã lên rồi các bạn ơi, mình cố gắng mình quay cho các bạn xem. Thì đây là những cái hoa giấy Mỹ, mình sẽ để số điện thoại đó cho các bạn xem đó. Thì có gì, ví dụ như các bạn muốn đặt một cái số lượng nhiều về để mà bán phôi thì có thể đến đây, mỗi lần thu hoạch rất là nhiều các bạn. Thì cái kênh của anh Đông của ngày bonsai cây kiển á, thì cũng đã review cái vườn này các bạn. Hôm nay mình đến đây không có ngay thu hoạch, người ta còn đang nuôi cây rất là tơ, nên mình chia sẻ cho các bạn vậy. Thì xin kính chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.